Hello, xin chào cả lớp. Thì tuần vừa rồi mình đã nói về cái phần cực trị của hàm vận dụng cao của cực trị hàm hợp đúng không? Liên quan tới trị đối rồi vân vân, rồi hàm hợp rồi rất là nhiều rồi. Chúng ta ôn cái chủ đề thứ hai chúng ta rồi. Thì anh có thấy một cái câu như thế này, thì đăng vào trong group để cho các bạn thảo luận thử, thì các bạn hiểu đến đâu ha? Thì anh sẽ giải đáp câu này, nó có khó hay không? Nhìn thì nó rất là ghê đúng không? Trị đối rồi bên trong này, liên quan đến fx nữa, nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta phân tích ra, chúng ta thấy nó không có khó. Đầu tiên, chúng ta đang cần đánh giá cái hàm gx là có cái trị đối, vậy cái dạng là dạng thứ nhất đúng không? Dạng trị đối của fx đúng không? Rồi, thì muốn đánh giá nó thì mình phải đánh giá cái hàm bên trong, được không? Vậy anh đặt hx là cái hàm bên trong trị đối, anh đặt nó là bằng 2 lần fx trừ x bình phương. Anh coi thì cái hàm này có bao nhiêu điểm cực trị. Các bạn quan sát cho anh nè, trị đối của hx mình học ở cái bài trị đối rồi, thì nó sẽ có số điểm cực trị. Nếu mà chúng ta quan sát về công thức đại số á, là m cộng n đúng không? Với n là số điểm cực trị của cái hàm hx này, còn n là số giao điểm với trục của x đúng không? Số giao điểm với trục của x, m là số điểm cực trị của thằng này. Vậy đầu tiên mình coi, mình khảo sát thằng này để mình tìm coi nó có bao nhiêu điểm cực trị ha. H phẩy của anh ra thì nó sẽ bằng hai lần đạo hàm, thế là f phẩy x trừ cho 2x. Mình giải phương trình h phải x bằng 0 đúng không? H phải x bằng 0 thì anh đặt 2 làm nhân tử chung, trong này sẽ còn là f phải x trừ x bằng 0. Rõ ràng các bạn sẽ được phương trình là gì? F phải x bằng x đúng không? Còn số 2 này nó khác không rồi, cho nên chúng ta không quan tâm chi, được chưa? Số 2 này khác không rồi. Vậy số nghiệm của phương trình h phải x bằng 0 chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng f phải và đường thẳng y bằng x. Vậy nhìn trên này, đề bài cho đường thẳng đồ thị f phải chưa? Vậy mình vẽ đường thẳng y bằng x lên. Chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta thấy là người ta đã làm cái gì rồi? Phác họa sẵn cho bạn những cái điểm là y bằng x là đường thẳng đi qua điểm 0 0 này, 2 2 này, 4 4 này, trừ 2 trừ 2 này. Vậy mình chỉ cần vẽ ra là xong. Đó, vẽ cho vui vậy thôi ha, không cần đẹp. Đó, được chưa? Vậy thằng này chính là số giao điểm. Chúng ta quan sát trên này nó có bao nhiêu giao điểm. Chúng ta tương đương, đó chính là số nghiệm của mình. Đầu tiên là x bằng trừ 2 đúng không? Trừ 2 ngay đây. Tiếp theo là y bằng x bằng mấy? X bằng 2, điểm này. Đừng có lấy x bằng 0 nhé, nó không có phải cắt cái đó đâu. Và cuối cùng là x bằng 4. Vậy mình nhẹ nhàng mình lập các bạn miếng thiên xương xương chỗ này ra. Đó, đây là x này, chạy từ trừ vô cùng này đến dương vô cùng này, đi qua những cái điểm là trừ 2 này, 2 này và 4 này, làm cho h của mình bằng 0, h phải bằng 0 ha. Đây là h của anh. Xét dấu thì dễ thôi. Các bạn thấy cái dấu của h phải của bạn nó chỉ phụ thuộc vào cái chỗ này thôi. Nó bằng số 2 này là số dương mình không để ý. Nó là phụ thuộc vào f phải x trừ x. Vậy đầu tiên trong khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 2 này, trừ vô cùng đến trừ 2 là khoảng ngoài này. Các bạn thấy cái đường thẳng y bằng x của anh đó, nó nằm bên trên cái đồ thị y bằng f phải x đúng không? Nó nằm bên trên, tức là nó lớn hơn, về ý nghĩa hình học tức là nó lớn hơn cái thằng f phải, cho nên cái thằng f phải mà trừ nó thì phải nhỏ hơn không chứ đúng không? Thằng nhỏ trừ thằng lớn thì phải nhỏ hơn không, thằng dưới mà trừ thằng trên thì phải âm rồi. Rồi từ trừ 2 mà đến 2 thì ngược lại, cái thằng đồ thị f phải nó nằm trên cái đường thẳng y bằng x, cho nên trừ ra thì nó sẽ dương, thằng nằm trên mà đè thằng nằm dưới thì dương, được chưa? Khoảng tương tự hai khoảng còn lại nó sẽ sang dấu như thế này. Các bạn nhìn, các bạn phân tích rất là dễ. Rồi vậy đồ thị của anh xương xương nó sẽ đi như thế nào? Đi xuống vậy, đi lên vậy, đi xuống vậy, đi lên vậy. Mình không cần biết ha, không cần biết giá trị này. Đề bài này các bạn biết nó không có ràng buộc điều kiện biên cho các bạn. Làm nhiều thì các bạn sẽ biết được rằng là người ta đề người ta ràng buộc cho các bạn luôn. Nếu mà cái bài này mà hỏi có bao nhiêu điểm cực trị á, thì muốn hỏi có bao nhiêu điểm cực trị á, thì người ta phải ràng buộc cái điều kiện biên chỗ này này, tức là cho f tại bao nhiêu bằng bao nhiêu đó, đúng không? Quan sát kỹ. Còn đề bài này tại sao nó không có? Tại vì người ta hỏi tối đa bao nhiêu điểm cực trị, có chữ tối đa này, cho nên chúng ta phải chọn cái trường hợp nào mà nó sinh ra điểm cực trị cho cái hàm trị đó này là tối đa. Ok không? Anh chỉ cần biết cái dạng hàm là như thế này thôi, cái dạng hàm đi lên đi xuống giống như hàm trùng phương như vậy thôi. Vậy quan sát, cái số điểm cực trị là bằng số điểm cực trị của hàm này. Bây giờ các bạn thấy bao nhiêu điểm cực trị? 1, 2, 3, đúng chưa? Là bằng 3. Cộng cho n, n là số giao điểm của hàm này với trục của x. Vậy có phải cái n này càng lớn á, lớn nhất á, thì cái số điểm cực trị sinh ra sẽ lớn nhất? Thì số 3 này là bây giờ là cố định rồi. Rồi mình quan sát số giao điểm của đồ thị này và trục của x. Cái đồ thị mình đang có dạng như thế này.
thì số giao điểm lớn nhất của nó mình sẽ có đường thẳng y bằng x là đường thẳng song song với trục của x. Vậy mình nằm cái trục của x ở đâu để số giao điểm là lớn nhất, mình chọn cái trường hợp lớn nhất thôi. Tất nhiên là mình phải chọn cái trường hợp như thế này để nó cắt tại 4 điểm đúng không? Là lớn nhất. Cái đồ thị của anh nó có thể đi như thế này, lên như thế này, xuống như thế này, lên như thế này, anh không cần biết. Miễn sao anh chọn cái trường hợp mà nó cắt tại tại 4 điểm thôi. Được không? Miễn sao cái đồ thị mà chọn cái trường hợp mà nó cắt tại ở vị trí như thế này để ra 4 điểm. Ok không? Vậy anh thấy cái trường hợp mà cắt tại 4 điểm là số giao điểm với trục của x là lớn nhất. Được chưa? Vậy sau khi mà số giao điểm với trục của x là bằng 4 á thì các bạn lấy tuyệt đối lên á. Các bạn nếu mà dùng công thức đại số mình thế vào đây là 4 ha. 1 2 hai cái này cộng lại với nhau, 3 cộng 4 các bạn ra đáp số là 7 cho anh liền. Còn nếu mà các bạn hiểu về đồ thị á thì sao? Anh sẽ lấy cho các bạn hiểu luôn. Thứ nhất, nếu mà nó cắt tại 4 điểm như thế này ha. Nó có 3 điểm cực trị mà nó cắt tại 4 điểm. Thì đầu tiên mình làm gì? Mình giữ cái phần đồ thị nằm bên trên là thằng này anh giữ lại, thằng này anh giữ lại, thằng này giữ lại và thằng này giữ lại. Phần tiếp theo là anh đối xứng cái phần còn lại của trục của x là như thế này đúng không? Đó, thì cái đồ thị mà sinh ra của mình có phải có 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm cực trị không? Tối đa 7 điểm cực trị. Ok chưa? Tùy thuộc vào cái ý nó hỏi mà mình phải chọn cái trường hợp cho đúng. Trường hợp này tối đa thì nó sẽ sinh ra trường hợp như vậy ha. Vậy nó không khó các bạn ha, cực kỳ dễ luôn bài này nếu chúng ta hiểu qua cái phần mà ôn tập về vận dụng cao cực trị của anh. Mình ta có video đầu tiên, video thứ hai, video thứ ba về tuyệt đối rồi. Và bây giờ chúng ta tổng kết để chúng ta giải những cái bài như thế này rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Có thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới cho anh nhé.